cơ thể sẽ ra sao nếu bạn ăn tỏi mỗi ngày thứ nhất phòng và điều trị cảm cúm hợp chất sumphur có trong tỏi nó có tác dụng kháng khuẩn và tiêu viêm rất là mạnh sử dụng tỏi hàng ngày giúp dự phòng cảm cúm nè các bệnh do vi khuẩn và virus gây ra thì cái việc ăn tỏi sống mỗi ngày nó sẽ giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm và bên cạnh đó việc ăn tỏi còn giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm cho phép những cái người bị cảm cúm nó hồi phục sức khỏe nhanh hơn thứ hai phòng ngừa và hỗ trợ trong việc điều trị ung thư theo nghiên cứu thì tỏi có công dụng là trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư nhất là ung thư đường tiêu hóa cụ thể tỏi sẽ ức chế quá trình nitrat biến thành nitric trong dịch vị ngăn cản sự hình thành nitrosamin và giúp phòng ngừa ung thư dạ dày bên cạnh đó tỏi còn ngăn ngừa cái sự xâm hại của độc tố nè kim loại nặng chất gây ung thư đối với cơ thể đồng thời thành phần resmanium và selen có trong tỏi giúp cơ thể chống lại những cái đột biến tế bào ngăn ngừa sự hình thành của gốc tự do hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cái thứ ba đó là cải thiện chức năng xương khớp các chất có trong tỏi như vitamin C, vitamin B6, mangan, kẽm cùng với các chất chống oxy hóa nó có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa hình thành những cái mô sơ à, ở trong phần sụn hay là trong cái chuyển hóa xương á đồng thời chúng cũng nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể giúp xương chắc khỏe hơn và đặc biệt đối với phụ nữ cái việc mà chúng ta ăn tỏi nó sẽ giúp làm chậm quá trình lộn xương bằng cách tăng cường cái nội tiết tố estrogen cái thứ tư đó là phòng ngừa các bệnh lý tim mạch tỏi có tác dụng hạ cholesterol máu xấu và tăng cái cholesterol máu tốt trong cơ thể giúp loại bỏ những cái mảng sơ vữa bám trên thành mạch máu và ăn tỏi thường xuyên nó còn làm chậm cái tiến trình lão hóa của hệ động mạch chúng ta ngoài tác dụng giảm mỡ máu ra tỏi còn ức chế cái việc tích tụ tiểu cầu phòng ngừa hình thành huyết khối vì vậy, vậy tỏi có tác dụng phòng ngừa những cái bệnh lý về tim mạch cái thứ năm đó là cường dương thì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cái việc mà chúng ta ăn tỏi sống nó mang lại rất là nhiều lợi ích đối với nam giới cụ thể thứ nhất tăng khả năng tình dục ở nam giới đặc biệt là những cái người mà mắc chứng liệt dương hay là nhược dương theo các nhà khoa học sự cương cứng cần đến một cái loại enzyme gọi là nitric oxide thì những hợp chất có trong tỏi nó sẽ giúp sản sinh ra cái enzyme này cái thứ hai ăn một tới hai tép tỏi mỗi ngày liên tục trong khoảng 2 tháng nó sẽ giúp tăng cường số lượng tinh trùng thứ ba chất retinin và alisiamin được tạo ra bởi vitamin b và alisin là thành phần chính tham gia vào hoạt động của cơ bắp giúp loại bỏ tình trạng mệt mỏi và nâng cao thể lực của nam giới hãy theo dõi kênh của Simon để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé